Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 27 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh. Nắng nóng sẽ còn lặp lại ở nhiều khu vực trong 2 đến 3 ngày tới. Từ ngày 29 tháng 4, một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ dịch chuyển xuống phía Nam. Mưa và mưa to sẽ diễn ra ở nhiều khu vực. Hầu khắp các khu vực trên cả nước sẽ bước vào một đợt mưa to mới. Trong đó, trọng tâm mưa chủ yếu sẽ diễn ra trong những ngày lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Trong ngày hôm nay, hầu khắp các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ và trải dọc khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Đà Nẵng đều xảy ra nắng nóng. Sang đến ngày mai, nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng nhẹ hơn nên với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ. Trời cũng chuyển sang trạng thái oi bức về trưa và chiều. Lui xuống khu vực miền Trung, không những chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mà Trung Bộ còn có thêm tác động của hiệu ứng phơn, vì thế nóng ở đây gay gắt hơn. Dự báo sang đến ngày mai, vùng nóng tiếp tục mở rộng hơn khiến cho một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây của hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 38 đến 40 độ. Lưu xuống ở các tỉnh thành phía Nam, dự báo trong ngày mai ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng với mức nhiệt phổ biến ở mức từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Lưu ý về chiều tối có mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi. Dự báo cũng từ ngày 29 tháng 4 trở đi, hầu khắp các khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ vẫn duy trì gió Nam đến Đông Nam mạnh với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,5m khiến cho biển động. Còn tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trời không mưa, có gió Nam đến Đông Nam với cường độ cấp 3, cấp 4.